từ trẻ nhỏ đến người lớn, không hiếm trường hợp nặng. Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt sốt xuất huyết. Hoạt động ngay giữa khu dân cư, một trường gà tại Vĩnh Long vừa bị triệt xóa. Chém người khác cục cánh tay, 5 thanh niên chia nhau 73 năm tù. Quý khán giả đang theo dõi Miền Tây Hôm Nay Tin Nhanh trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý khán giả, chỉ trong 2 tháng đầu năm, số ca mắc sốt xuất huyết của cả nước đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, số ca tăng nhanh tại các tỉnh thành miền Nam và miền Trung. Trước những diễn biến này, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương tăng cường giám sát sốt xuất huyết. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành chủ động các giải pháp phòng chống sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy. Hệ thống dự phòng cần giám sát chặt tình hình dịch bệnh trên địa bàn để sớm phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch. Các cơ sở khám chữa bệnh được đề nghị chuẩn bị thuốc men đầy đủ, chuyển tuyến kịp thời, tuyến trên hỗ trợ tuyến dưới trong việc phòng chống dịch. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng chống dịch. Trong năm ngoái, cả nước ghi nhận hơn 360.000 ca mắc sốt xuất huyết, 133 trường hợp tử vong. Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều tỉnh thành có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ. Các bệnh viện cho biết số ca mắc bệnh nhập viện tăng, nhiều ca trở nặng nên phụ huynh cần hết sức lưu ý phòng bệnh. Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước và Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur về việc tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh Marburg. Đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, từ 50 đến 88%. Bệnh do virus Marburg gây ra thường khởi phát với sốt cao, nhức đầu dữ dội và mệt mỏi. Người bệnh cũng có thể bị tiêu chảy nặng, đau bụng, chuột rút, buồn nôn và nôn, thường bắt đầu vào ngày thứ 3 sau khi nhiễm bệnh. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã bắt hai đối tượng cướp giật là Trần Ngọc Trọng, trú tỉnh Hậu Giang và Cao Hoàng Nhớ, trú tỉnh Sóc Trăng. Trước đó, cả hai đi xe máy từ thành phố Cần Thơ xuống huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Thấy một người phụ nữ bán tạp hóa đang sử dụng điện thoại di động trong nhà, đối tượng vào hỏi mua một hộp quẹt ga rồi giật điện thoại. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn nhiều nơi, thậm chí tìm cách trốn qua Campuchia. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an lần lượt bắt được hai đối tượng là Trọng và Nhớ tại tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng. Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Đỗ Tấn Phúc, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đồng phạm về hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc. Trước đó, nhận được tin báo có nhiều đối tượng tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Thông Hòa, công an huyện Cầu Kè đã vây bắt 17 đối tượng. Trong đó, Phúc đứng ra tổ chức đá gà lấy tiền sâu 5% giá trị tiền cược. Hai đồng phạm có nhiệm vụ canh đường. Tại hiện trường, công an còn thu giữ 12 xe máy, 90 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. Ngành chức năng thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cũng đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một khu đất trống nằm trong khu dân cư. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt quả tang 11 người có liên quan, tạm giữ 2 con gà, 14 điện thoại di động, 5 xe máy và gần 22 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 bị cáo tổng cộng 73 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh Huỳnh Thanh Tây, ngụ tỉnh An Giang và Đặng Thiện Chiến, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, đầu tháng 2 năm 2021, Nguyễn Thanh Điền thấy Chiến ngồi uống nước nên đã rủ thêm 4 người bạn mang theo hung khí truy sát nhóm của Chiến. Hậu quả, hai nạn nhân bị thương ở mức 17% và 84%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự. Chiều tối ngày 17 tháng 3, Nguyễn Nhân Ích, ngụ phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, cùng vợ đến quán karaoke nhậu cùng bạn. Tại đây, Ích và Trần Thanh Rinh, ngụ xã Bình Thạnh, nảy sinh mâu thuẫn. Ích và nhóm bạn của Rinh ra khỏi quán đánh nhau. Ích dùng dao đâm Rinh, dù được đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. VTV Cần Thơ sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng quý khán giả trong mọi chuyển động của đời sống. Để phản ánh các vấn đề quan tâm, quý khán giả có thể gọi vào số điện thoại đường dây nóng 0901-282-282. VTV Cần Thơ sẽ tiếp nhận thông tin,
xác minh và phản ánh trên các chương trình Miền Tây Hôm Nay. Xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng 0901 282 282. Sau vụ việc Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 11 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ra quyết định thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Tổ công tác liên ngành được giao 7 nhiệm vụ, trong đó có tiếp nhận xử lý các thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, có quyền điều phối các đơn vị, lực lượng phối hợp xử lý vụ việc, tình huống đột xuất, phức tạp về buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, định kỳ 3 tháng sẽ họp đánh giá tình hình. 10 tấn phụ gia thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt đã bị Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên phát hiện và xử phạt. Số hàng hóa này được vận chuyển trên một xe tải của công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Sen, địa chỉ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, bán cho một cơ sở sản xuất đóng gói bột ngọt tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn Liên Sen 55 triệu đồng. Một trong số những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông đó là hành vi đi ngược chiều. Dường như cũng chẳng khó để bắt gặp hàng ngày. Nhiều lái xe có tâm lý chủ quan, lại muốn tiết kiệm thời gian. Họ sẵn sàng đi ngược chiều và gây ảnh hưởng đến các xe khác. Vụ việc được ghi lại bằng camera hành trình vào chiều ngày 17 tháng 3 tại Hà Nội. Thời điểm này đang là khung giờ cao điểm. Các xe ô tô phải nối đuôi nhau, di chuyển chậm trên tuyến đường. Đáng nói, một lái xe không muốn phải xếp hàng chờ đợi đã ngay lập tức chuyển sang làn đường ngược chiều nhằm vượt các xe đang xếp hàng phía trước, bất chấp hai làn đường được phân cách nhau bởi vạch kẻ liền. Ngay khi đó, một ô tô khác ở chiều ngược lại đi tới, đối đầu trực diện với xe ô tô vừa vượt khỏi hàng. Lái xe này sau đó đã bị chiếc xe đi đúng chiều ép phải lùi lại phía sau trở về đúng hàng. Vì lúc này, tại cả hai chiều trên tuyến đường đang khá đông, không có chỗ cho các phương tiện di chuyển. Liên quan đến clip điều khiển xe máy làm xiếc tại khúc cua tay áo nguy hiểm trên đèo Hải Vân mà chúng tôi đã phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng vừa xử phạt vi phạm hành chính. Hai người này không đội nón bảo hiểm, điều khiển xe máy làm xiếc, biểu diễn đổi lái đánh võng trên đèo Hải Vân. Ngay khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng công an đã xác minh danh tính đây là hai vợ chồng Nguyễn Thế Anh, 35 tuổi và Nguyễn Thị Kim Ngân, 24 tuổi, cùng trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Được biết, tối ngày 19 tháng 3, cặp đôi này còn rủ nhau cầm theo dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn.